Chào cô chú anh chị đã chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay lên cặp bò cái siêu này cô chú anh chị, siêu lứa ha, con 13 ấy. Đó. Giờ mời cô chú xem nội dung, hết cả ý mua thì liên hệ cho em. Con bò nè, con 13 tháng này cô chú anh chị. Cái siêu cọp, con siêu đỏ ha. Con siêu cọp nè, đầu tôi rưỡi luôn. Sái mặt là nghiêm chỉnh, sái lưng hoàn thiện cô chú anh chị. Đó, sái lưng hoàn thiện luôn ha. Đây siêu cọp đầu tôi rưỡi cô chú anh chị. Đây. Chân trước nè cô chú anh chị. Thấy không? Chân trước nè. Chân sau nè. Lúng nè, cũng cạn ha. Lúng nè, lúng đầy đủ cô chú anh chị. 3 phần. Lú nè, thấy không? Xương sóc là xương to đó. Chân là không bảo hành cô chú anh chị em luôn, không có bị xuống gối, phù gối gì mà xuống lột gì hết ha. Xương khớp gì hết. Đó, lông da diễn rất luôn, siêu cọp nè, cực kỳ không, dài đòn, tới siêu đỏ nè. Đó, nhắc lại quên là con siêu cọp này chiều cao nó không sao là 1m27 bò của chú anh chị. Đó, ép mạo ha, nuôi để giống sinh sản rất tốt, siêu cọp. Chuyên cảnh này của chú anh chị. Này, tới siêu đỏ nè. Siêu đỏ chiều cao đo không sao là 1m21 bò. Nó sái mặt nè. Con này là 12 tháng nè của chú anh chị. Sái mặt hoàn hang, sái lưng hoàn thiện luôn. Đây. Cực kỳ. Chân trước chú anh chị, chân sau này. Đây. Rồi. Chân cẳng này, chân móng của chú anh chị cũng không có bảo hành cô chú anh chị, thì kiểm tra bò trước khi thanh toán ha. Thì lên cô chú anh chị lên tới nhà của chú anh chị mình coi bò có bị sưng gối không, trúng rúng chuột không. Đó, bò mật tơ hết này. Mới 13, 12 tháng đó của chú anh chị. Đó. Chân cẳng này. Đây. Rồi báo giá cho cô chú anh chị là hai con này giá là 30 triệu. Đó, hai con giá là 30 triệu cô chú anh chị. Đây. Đó, 30 triệu. Đó, thì cô chú anh chị nào ưng ý mua liên hệ ha. 30 triệu em bao ship cho cô chú miền Tông tỉnh Bến Tre nè. Đó. Đây, bao ship Tông tỉnh ha, thì cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ. Cái cọp nè, cực kỳ luôn. Đầu tôi rối chú anh chị. Chân cẳng nè. Chân cẳng hơn. Hai con này cô chú cho mua làm giống sinh sản nuôi giống siêu này, nuôi mát sẽ cực kỳ luôn chú anh chị. Đó, giá là 30 triệu ha. Mong cô chú anh chị mình thấy giá ưng ý mua được thì liên hệ. Con sỏ giảm loạn, con chưa sỏ ha. Đó, chân trước chân sau của chú anh chị. Dần đúng yếm này là bày bản ha. Mấy bò giá cực kỳ mềm, bò lứa bò đó, giá cũng rất là lẻ. Đó, mong cô chú anh chị thấy giá ưng ý mua thì liên hệ cho em. Siêu nè. Mà cái thật gì? Tôi khuyên bữa nào tôi cũng phải đi đáy một chập. 2 giờ mấy, 3 giờ mấy xuống thấy đóng mù tù hết hồn mà ra dòi cũng vậy à. Cái đứng rình vậy đó, không có đèn. Có vậy mà nói hoài như vậy đó. Chân cẳng nè thấy không? Cái khuyên mình mất dép mất mở lũ đi thấy đóng mù tù hết hồn. Mà vậy mà nói hoài không á. Chân thì có đèn camera nó đỏ. Đó, mình hãy gửi cho chú anh chị nhắc lại rồi. Đó, chân cẳng ha, thấy không? Hai rồi của chú anh chị nuôi giống là sinh sản, rất là tốt ha. trong lưng, sái lưng nghiêm chỉnh hết cũng vậy. Chân cẳng. Đây. Chân cẳng nha. Cô chuyến dụng mình thấy đó. Ưng ý được mua thì liên hệ cho em. Đó, giá là hai con này giá là 30 triệu. Mong cô chuyến dụng thấy giá ưng ý được mua thì liên hệ cho em liền ha. Đó. Còn đâu nữa mình giá là mình lẻ hơn giá này của chúng chị. Đó, hai con này nè. Giá nào rẻ hơn giá này nữa. Đó, chiều cao con 1m21, dài đòn bự rồi bự ơi chứ. Ưng ý mua hay liên hệ. Rồi để ưng ý mua hay liên hệ cho em ha. Rồi. Mọi dạng hết cho đơn vị. Ăn uống rồi nết, ăn uống rồi rất là tốt ha. Lông da mức 1. Cô chú chị nào ưng ý mua thì liên hệ cho em liền ha. Để mình sở hữu hai con ngồi về làm giống nền sinh sản. Hai này lên tàn cắn chữa cái tàn hết biết cái tàn luôn chứ gì. Hết biết cái tàn luôn ha. Chưa cả này. Cực kỳ đúng không? Thu hỏi một chai tới luôn cho đúng đẹp. Cực kỳ ha. Đó thì mời cô chú chị mình thêm nội dung. Thấy giá cả em ý mua được thì liên hệ cho em. Đây. Trong lưng đít. Hey. Hey. Wow. Wow.